Và đây là cái tô xương xăm nó đông lại rồi nè, con mình không ra hết nữa rồi. Bây giờ mình múc ra chén cho mình nữa nè. Thường thì người ta ăn này với cái đường với đá, người ta bỏ mật ong vô ăn cũng được, hoặc là mình nấu nước đường với gừng cũng được, nhưng mà nhà mình thì không ăn với đường, không ăn đá, mà cũng không ăn mật ong luôn, mình chỉ ăn không vậy thôi à, cũng ngon lắm đó các bạn. Xin chào cả nhà, hôm nay mình hái lá xương sâm vô để mình làm mình vò xương sâm ăn nè các bạn. Đây là cây xương sâm mình cho ra đất được mấy tháng rồi, bây giờ nó ra xanh tươi tốt nè. Trước giờ mình trồng trong chậu không à, mình mới có bỏ ra đất được mấy tháng thôi. Và bây giờ lá nó xanh rồi nè, bây giờ mình hái để mình làm vô mình vò nè. Tốt lắm luôn nè các bạn. Là cái dàn xương sâm chỉ còn trơ trọi lá nè, mà lắc hết trơn rồi, cái đường một thau bự luôn nè. Bao nhiêu đây mà vô mà làm là được nhiều lắm nè, đây cũng là được 10 chén á, quá trời luôn nè. Bây giờ mình đem vô rửa rồi mình làm xương sâm cho các bạn thấy nhé. Và đây là cái thau nước lọc mình đã chuẩn bị sẵn, đây là nước sạch. Xương xăm mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ bỏ vô cái thau nước này mình vò nè. Mình để cho nó ngập cái nước là được. Cái này hơi nhiều xương xăm thì mình để cho nó ngập cao cao một chút. Rồi cái là vừa nước cái vừa xương xăm rồi đó. Rồi mình cứ ngồi mình vò thôi. Mình vò giờ nào mà lát ra hết là được rồi. Mình cứ ngồi mình vò hoài đó. Rồi mình cứ bóp mình vò như thế này. Mình làm như thế này thì nó không có bị bọt. Còn nếu mà mình dùng cái máy mình xay sinh tố mình xay á, nó nhanh hơn. Nhưng mà nó bị bọt nhiều lắm, ăn nó không có ngon mà. Các bạn cứ ngồi các bạn vò như vậy, chừng nào nó nát đâu thì nó rác ra hết rồi thôi. Đây là cái xương xăm mình vò được 5 phút rồi nè các bạn, nó cũng hơi đắng nát rồi nè. Mình cứ tiếp tục mình vò tiếp thôi, để khi nào mà nó nát hết ra rồi mình mới lọc cho nó. Và đây là cái xương xăm mình đã vò nát rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình bỏ qua cái đồ lược để mình lược xương xăm nhé. Là chuẩn bị cái tô với lại cái đồ lược sẵn ở đây luôn này. Mình múc mình đổ vô cái đồ lược này nè.
thứ nhất đã xong rồi, này phải làm tô thứ hai. Mình làm cái này thì nó sẽ không bị bọt, ăn sẽ ngon hơn. Mình làm vô cái ly này nè, mỗi lần ăn lấy cái ly này cũng cũng được. Cứ để cho nó chảy từ từ xuống thôi. Mình không có bóp, tại bóp mạnh quá nó sẽ bị nổi bọt nhiều lắm. Và đây là xương xong của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình đem bỏ vô tủ lạnh, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì nó đông lại là mình có thể ăn được rồi đó. Và đây là cái tô xương xăm nó đông lại rồi nè. Con mình không ăn hết nữa rồi. Bây giờ mình múc ra chén cho mình nữa nè. Nó đặc lắm đây các bạn. Thường thì người ta ăn này với cái đường, với đá. Người ta bỏ mật ong vô ăn cũng được, hoặc là mình nấu nước đường với gừng cũng được. Nhưng mà nhà mình thì không ăn với đường, không ăn đá, mà cũng không ăn mật ong luôn. Mình chỉ ăn không vậy thôi à. Cũng ngon lắm đó các bạn.